Phùng Thiệu Phong có tình mới, nhan sắc thế nào mà khiến netizen lo Triệu Lệ Dĩnh không còn cơ hội? Theo truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin, cư dân mạng xứ Tỷ Dân đang xôn xao trước thông tin Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong, chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, bí mật yêu đương. Blogger đưa tin cho biết, cả hai nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim cổ trang Chức Chức Phong Lưu, họ có chung sở thích và nói chuyện rất hợp nhau. Sau những đổ vỡ tình cảm, Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm thống nhất hẹn hò kín đáo. Họ thường bí mật du lịch xa để vun đắp tình cảm, tránh bị cánh săn ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật. Người đưa tin thậm chí còn khẳng định đã chứng kiến hai ngôi sao sánh đôi tình tứ bên nhau, nhưng lại từ chối cung cấp hình ảnh. Ngoài ra, nguồn tin còn cho biết, Phùng Thiệu Phong hiện cố gắng hỗ trợ Cảnh Điềm phát triển sự nghiệp bằng các mối quan hệ riêng của anh. Nam diễn viên hy vọng bạn gái sẽ có được những bước tiến xa hơn trong ngành nghệ thuật. Bài đăng của blogger về mối quan hệ giữa Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra hào hứng khi Cbiz có thêm cặp sao phim giả tình thật và háo hức chờ đợi tuyên bố chính thức từ hai nhân vật chính. Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng nghi ngờ tính xác thực của thông tin Cảnh Điềm hẹn hò Phùng Thiệu Phong, bởi blogger đăng tin không cung cấp bất kỳ chứng cứ hẹn hò nào của hai diễn viên. Không chỉ vậy, ngoài tương tác thân thiết trong thời gian quảng bá tác phẩm Chức Chức Phong Lưu, Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong không có thêm bất kỳ hình tình cảm cho thấy họ đang bên nhau. Trước nghi vấn tình ái rầm rộ cõi mạng, Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong hiện vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này. Được biết, Phùng Thiệu Phong là tài tử có xuất thân gia thế và nổi tiếng đào hoa ở showbiz Trung Quốc. Anh từng hẹn hò Nghê Ni, Lâm Duẩn và có cuộc hôn nhân kéo dài gần 3 năm với Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong từng có thời gian bị bắt gặp xuất hiện bên nhiều cô gái lạ, vướng nghi vấn hẹn hò nữ diễn viên kém 14 tuổi Cái Hy Nguyệt. Tuy nhiên, nam diễn viên đều giữ im lặng về tin tình ái của anh. Hoa Thiên Cốt có nguy cơ lỗ 300 tỷ, đạo diễn vừa khóc vừa cầu xin khán giả ra rạp, Trần Đô Linh tiếp tục gây thất vọng. Chính thức ra rạp từ ngày 20 tháng 1, bản điện ảnh của Hoa Thiên Cốt khiến khán giả chú ý bởi doanh thu thấp thảm hại. Trong ngày đầu ra rạp, doanh thu phim chưa đến 3 triệu nhân dân tệ, hơn 10 tỷ đồng, và chưa đến 5 triệu nhân dân tệ là con số sau 3 ngày đầu tiên. Trước đó, Mao Giang dự đoán Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh có thể đạt doanh thu 10 triệu nhân dân tệ, nhưng con số này bắt đầu giảm dần vì hiệu ứng tệ hơn cả kỳ vọng. Chưa kể, trang 163 còn tiết lộ, phim có nguy cơ lỗ ít nhất 90 triệu nhân dân tệ, hơn 311 tỷ đồng, do kinh phí khá lớn cho khâu hậu kỳ và bối cảnh. Hoa Thiên Cốt được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phết Quả Quả. Tác phẩm kể về Hoa Thiên Cốt, vị thần cuối cùng của thế gian, vì trên người nàng có mùi vị đặc biệt dễ chiêu dụ quỷ quái, nên từ nhỏ, Hoa Thiên Cốt bị yêu ma quấy nhiễu. Hoa Thiên Cốt bái thượng tiên trường Lưu Bạch Tử Họa làm sư phụ và đem lòng cảm mến chính sư phụ của mình. Tuy vậy, vì chúng sinh, Bạch Tử Họa sẵn sàng hy sinh Hoa Thiên Cốt. Kiếp nạn của Hoa Thiên Cốt bắt đầu từ chính sự thiện lương và trái tim luôn hết mình vì tình yêu của nàng. Hoa Thiên Cốt bản truyền hình từng mang đến thành công lớn vào năm 2015 do Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Phim đạt top 1 về tỷ suất của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc vào năm 2015, giúp Triệu Lệ Dĩnh giành giải nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải điện ảnh Kim Ưng 2016 và lên hàng tiểu hoa đáng với lượng khán giả hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc. Sau thành công của bản truyền hình, phiên bản điện ảnh Hoa Thiên Cốt cũng lên kế hoạch thực hiện từ năm 2020. Vai nữ chính Hoa Thiên Cốt được giao cho ngôi sao trẻ Trần Đô Linh. Được biết, trong quá khứ, nhà sản xuất nhiều lần ngỏ lời mời Triệu Lệ Dĩnh hợp tác, nhưng cô từ chối. Thế nhưng ngay từ thời điểm công bố, dự án này đã gây tranh cãi. Và ở thời điểm ra rạp, Trần Đô Linh và Lý Trình Bân được chọn đóng chính, nhưng gây thất vọng nặng nề. Trong đó, Trần Đô Linh bị chỉ trích vì tạo hình kém sắc, diễn xuất có vấn đề và nhiều lúc như nhát ma người xem. Nhiều khán giả đánh giá rằng Trần Đô Linh có thể là chiến thần vai khách mời mang nhan sắc tình đầu trong trẻo cuốn hút, song không có năng lực làm nữ chính. Tờ 163 nhận xét, dàn diễn viên Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh không có nhiều gương mặt nổi bật, nên sức hút với khán giả có thể hạn chế. Bên cạnh đó, phim được thực hiện từ năm 2020 và giờ mới được công chiếu, nên một số hình ảnh hay kỹ xảo điện ảnh trong phim có thể không hợp thời cuộc. Với tình hình doanh thu ảm đạm hiện tại, Hoa Thiên Cốt khiến ngay cả đạo diễn cũng thất vọng. Đạo diễn Trương Siêu Lý đã lên mạng xã hội Weibo, vừa khóc vừa xin lỗi khán giả và đoàn làm phim khi Hoa Thiên Cốt không được đón nhận như mong đợi. Cảm ơn và xin lỗi, không còn từ nào có thể diễn tả được. Tôi thấy vô cùng có lỗi lúc này. Xin lỗi nhà sản xuất vì đã phụ lòng anh. Xin lỗi đoàn làm phim. Tôi cảm thấy 4 năm vất vả sau cùng lại không được đền đáp, Trương Siêu Lý bày tỏ. Ngoài ra, đạo diễn cũng tiết lộ rằng
Hoa Thiên Cốt được quay vào năm 2020, trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, song đạo diễn cũng mong mỏi, xin khán giả cho bộ phim một cơ hội. Có nhiều bạn có lẽ không biết về lịch chiếu phim, hay không mong đợi gì về phim, thế nhưng tôi chỉ muốn nói, đây là một trong những phim được quay vào giai đoạn hồi sinh điện ảnh năm 2020, đã trải qua nhiều khó khăn để có thể ra rạp. Tôi thật lòng hy vọng mọi người sẽ ra rạp, thử nghiệm và ủng hộ phim, anh nói thêm. Đàn Kiện Thứ đón tin vui bên tình mới giữa đồn đoán Trường Tương Tư 2 sắp lên sóng. Trước khi bật lên nhờ Trường Tương Tư, Đàn Kiện Thứ đã là cái tên tương đối quen thuộc với khán giả thông qua một số dự án phim và chương trình tạp kỹ, xuất phát điểm là ca sĩ, từng theo đuổi khiêu vũ thể thao chuyên nghiệp, có thể nói kinh nghiệm diễn xuất của Đàn Kiện Thứ bằng không. Thế nhưng xem qua những tác phẩm phim truyền hình anh từng đóng, trông anh lại hoàn toàn không hề giống một tay mơ. Đàn Kiện Thứ được nhận xét có kỹ năng diễn xuất ổn định, linh hoạt, cảm xúc, đài từ hay, ấn tượng, nhìn chung, khán giả đều rất hài lòng với những màn hóa thân vào nhân vật của Đàn Kiện Thứ. Thế nên, trước khi danh tiếng vang xa với vai Tương Liễu ở Trường Tương Tư, Mỹ Nam họ Đàn đã có nguồn tài nguyên phim tương đối chất lượng, cũng không có chuyện anh thiếu kịch bản hay để đóng. Hậu Trường Tương Tư và rất nhớ anh, có khả năng sắp tới đây, một dự án khác của Đàn Kiện Thứ sẽ cho ra mắt khán giả, đó là Tình Yêu Có Pháo Hoa, bộ phim đánh dấu màn hợp tác giữa Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên. Phim đã khai máy từ đầu năm 2023 và phát hành trailer vào tháng 6 năm 2023. Đáng mừng hơn cả, đoàn phim Tình Yêu Có Pháo Hoa đã chính thức lấy được giấy cấp phép lên sóng vào ngày 19 tháng 1 năm 2024. Với thời lượng 40 tập phim, người hâm mộ và nhiều cư dân mạng liên tục gửi những lời chúc mừng đến bộ đôi diễn viên chính Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên, cùng đoàn làm phim nói chung. Tình Yêu Có Pháo Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết Hay Là Mình Sống Chung của tác giả Hồng Cửu, thuộc thể loại ngôn tình đô thị, nội dung kể về câu chuyện tình yêu của nữ chính Tiền Phỉ, một nhân viên làm ngân hàng đầu tư, và Lý Diệt Phi, thiếu gia hào môn thế việc nhưng có lý tưởng sống của riêng mình, quyết tâm tự thân lập nghiệp thay vì dựa hơi gia đình. Danh tiếng của Vương Sở Nhiên đang bị ảnh hưởng trầm trọng sau khi ồn ào hẹn hò với Dương Dương và Phốt Nhân Cách được khui ra. Người hâm mộ nữ diễn viên đều mong Tình Yêu Có Pháo Hoa sớm ra mắt và đạt thành tích tốt để giúp tiểu Lưu Diệt Phi lấy lại được phần nào hảo cảm từ công chúng. Chuyện Thị Trấn Nhỏ có lượt xem tăng nhờ cặp chị em quá đẹp đôi dính nghi vấn phim giả tình thật, nhà gái 34 tuổi đóng nữ sinh cực ngọt. Theo Sohu, bộ phim Chuyện Thị Trấn Nhỏ của Trương Giai Ninh và Cao Chí Đình vốn là một dự án nhỏ với dàn diễn viên thực lực nhưng không quá nổi tiếng. Tuy nhiên, ngay sau khi lên sóng, tác phẩm nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả trên Douban và vươn lên đứng đầu danh sách những phim truyền hình trực tuyến đáng chú ý nhất của nền tảng EQG, với lượt xem tăng 368%. Nội dung Chuyện Thị Trấn Nhỏ xoay quanh cô nàng sinh viên nhạc viện tiềm năng Mục Địch do Trương Giai Ninh thủ vai. Tuy nhiên, vì một vài biến cố đời tư và sức khỏe, cô quyết định trở về quê để dành thời gian vực lại bản thân. Tại đây, cô tình cờ gặp gã chủ tịch trẻ tuổi đáng ghét Bạch Lãng. Ban đầu, Mục Địch không có thiện cảm với chàng trai cao ngạo này. Thế nhưng, sau khi tìm thấy điểm chung đều là người yêu thích nghệ thuật, họ dần trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm. Theo khán giả, điểm sáng lớn nhất của Chuyện Thị Trấn Nhỏ chính là cảm xúc hóa học giữa hai diễn viên chính. Dù là chị em chênh lệch 6 tuổi ngoài đời, Trương Giai Ninh và Cao Chí Đình được nhiều người nhận xét đẹp đôi khi sánh vai trên màn ảnh. Trước khi phát sóng, đoạn video hậu trường của cặp sao đã gây sốt mạng xã hội. Trương Giai Ninh và Cao Chí Đình có nhiều khoảnh khắc nồng thắm. Dù đã ngoài 30 nhưng Trương Giai Ninh vẫn khá trẻ đẹp, không hề lệch pha nhan sắc với bạn diễn đàn em. Không những vậy, cặp đôi còn dính nghi vấn phim giả tình thật. Cụ thể, ngày 18 tháng 1 vừa qua, Sina đưa tin về việc nữ diễn viên Trương Giai Ninh đang hẹn hò cùng với một đồng nghiệp kém tuổi. Loạt hình ảnh được paparazzi chụp lại cho thấy cả hai cùng nhau đi ăn tối, sau đó cùng nhau về nhà riêng của Trương Giai Ninh. Nhiều giờ sau, đàn trai rời khỏi địa điểm một mình và đi về. Ngay sau đó, Sina tìm ra danh tính người này là Cao Chí Đình, nam diễn viên chính trong Chuyện Thị Trấn Nhỏ. Nhân vật Mục Địch của Trương Giai Ninh trong phim là một cô nàng giàu năng lượng và cá tính. Nhân vật khiến nhiều người thích thú vì tính cách hồn nhiên, thẳng thắn. Trong khi đó, nam chính Bạch Lãng lại ghi điểm với sự thông minh, hóng hỉnh và tài năng ăn nói hơn người. Kịch bản phim cũng nhận nhiều lời khen từ người xem. Dù nội dung những tập đầu khá dễ đoán và không có nhiều nút thắt bất ngờ, dự án ghi điểm nhờ những tình tiết được xây dựng, phát triển hợp lý, lời thoại của các nhân vật rất thực tế và tự nhiên, không bị cường điệu quá đà. Đồng thời, việc ekip tập trung phát triển câu chuyện xung quanh ước mơ trở thành một nghệ sĩ kèn bầu Sona của nữ chính cũng khiến nhiều người thích thú.
Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.